Dâu hiền, dâu thảo. Đi, đi nào, đi nào, đi. Tại tôi ép nó làm quá sức mình à. Lẽ ra hôm nay phải cho nó nghỉ mới đúng. Thế này có chết không? Con trâu là đầu cơ nghiệp, bây giờ mà không có trâu cày, mấy hôm nữa mưa thì xuống cây làm sao được. Chắc phải mua một con thay thế nó thôi, không lỡ vụ thì khổ. Nhà anh Dũng còn mấy cây vàng, mình đành sang hỏi mượn mà mua thôi, chứ biết làm sao. Tôi nói mình nghe không đấy. Thôi được, mình không đi thì để tôi đi. Liễu à, vào uống nước em. Em chào anh chị. Anh chị, em có chuyện muốn thưa với anh chị. Ừ, thím nói đi. Con trâu nhà em chẳng may nó lăn ra chết. Em sang nhờ anh chị cho vợ chồng em mượn ít tiền để mua con trâu khác. Giờ là cuối vụ rồi, nếu không nhanh thì không kịp xuống cây mất. Nhà chị dạo này bí lắm. Nhà còn 3 cây vàng, để anh đưa thím đi bán mà lấy tiền mua con trâu khác. Dạ, em cảm ơn anh. Đây, 3 cây vàng bán được 15 triệu, thím cầm lấy. Dạ, em cảm ơn anh. Vợ chồng em sẽ gom tiền gửi trả anh chị sao ạ? Ừ, cứ đi mua trâu đi đã. Cái gì cơ? Một chỉ là 3 triệu á? Dạ vâng, vàng đang sốt đấy chị ạ. À, chị không lấy, mấy hôm nữa còn lên giá thì đừng tiếc. Thôi, tôi mua sao? Trâu béo tốt nhỉ? Chị đến chơi ạ? À, mời chị vào nhà uống nước. Chú Thắng nè, ít bữa nữa chị có việc cần, chú thím cố gắng lo cho chị 3 cây vàng nhé. Dạ vâng, chúng em sẽ thu xếp. Thôi, chị sang cũng chỉ để báo cho chú thím chuẩn bị trước. Chị về nha. Dạ, thế chị về ạ. Chị sang hỏi gì thế anh? Chị sang bảo vợ chồng mình lo trả chị ấy 3 cây vàng. Vàng bây giờ 3 triệu một chỉ, 3 cây là 90 triệu. Hồi đó vợ chồng mình mượn có 15 triệu, thì tiền thời nay mất giá còn gì. Thế có mà chết, mượn tiền thì trả tiền chứ. Em phải sang nói chuyện với anh chị ấy mới được. Chị à, ngày trước em vay anh chị là em vay tiền. Chính tay anh Dũng đưa tiền cho em, nên em chỉ gửi anh chị 15 triệu thôi. Chị nói cho thím biết, anh chị cho chú thím vay 3 cây vàng, thì chú thím phải trả anh chị vàng chứ. Em trả tiền là vô lý, chị không đồng ý. Em không cần biết, chính tay anh Dũng đưa cho em 15 triệu thì em chỉ gửi anh chị 15 triệu thôi. Chị không chấp nhận, em phải trả chị 3 cây vàng. Không, em chỉ gửi anh chị 15 triệu, chấm hết. Liễu, em cứ về đi, chuyện đó cứ để anh giải quyết. Dạ vâng, anh bảo chị đi, rõ ràng là anh đưa cho em 15 triệu. 15 triệu còn không có mà trả, lấy đâu 90 triệu đây? Em không thể chấp nhận được. Đây là 3 cây vàng anh đã chuộc lại một thời gian sau đó. 3 cây vàng này là ba mẹ để lại cho hai anh em phòng lúc gặp khó khăn. Bây giờ khó khăn qua rồi, em mang sang đưa cho chị. Anh em không cho nhau được thì thôi, ai lại ăn lãi làm gì. Vợ anh, chị ấy không có hiểu, để anh dạy dần. Còn em, có gì á thì nói với anh, đừng nóng nảy, sồn sồn lên như thế. Chị em dâu tuy khác máu, nhưng sống với nhau cả đời. Anh mong hai chị em chín bỏ làm 10, giảm quà, đùm bọc lấy nhau em à. Dạ vâng, anh dạy em xin nghe. Mong anh chị bỏ qua cho em. Có gì đâu, anh chỉ mong gia đình ta hòa thuận, êm ấm,
Tình cảm bao giờ cũng quý hơn tiền bạc mà. Tình yêu không lời. Mình làm quen nhé. Anh cầm báo ngược rồi. Anh là Tony. Em là Jenny. Rất vui được làm quen với anh. Một thời gian sau. Anh muốn mời em đi chơi được không? Cô ấy sao thế nhỉ? Sao đang vui, cô ấy lại bỗng dưng buồn bã như vậy? Mình đã làm gì sai ư? Mình phải đến gặp cô ấy. Cháu tìm ai? Thưa cô, cháu là Tony, bạn của Jenny. Em Jenny có nhà không ạ? Con bé không có ở nhà cháu à? Vậy cô cho phép cháu vào nhà đợi cô ấy được không ạ? Cháu biết đấy, con bé đi học rất bận, vả lại nó có lẽ không muốn gặp cháu. Tại sao ạ? Bởi vì con bé không nói được. Con gái à, căn phòng này u tối và ngột ngạt quá. Con đóng cửa sổ lâu quá, không tốt cho sức khỏe đâu con. Nhưng... cũng đã một thời gian chàng trai nhà đối diện không đến tìm con nữa. Mẹ nghĩ có lẽ cậu ta cũng đã quên con rồi. Anh rất nhớ những chiếc máy bay giấy. Em cũng rất nhớ anh. Chiếc vòng ngọc. Mẹ ơi, chúng con về rồi đây. Hai con về rồi đấy à? Vâng ạ, chúng con chào mẹ. Hai vợ chồng về thăm mẹ đấy à? Lâu lâu rồi mới về nhỉ? Vâng ạ, cháu chào bác. Đợt vừa rồi chúng cháu bận đi công tác suốt. Vợ chồng cô chú Trung Lan dạo này ít quá nhỉ? Mỗi lần về mang theo bao nhiêu là quà. Nhất bà ba rồi nhé. Ôi, bác cứ quá khen. Lâu lắm mới về, ăn đi các con. Hôm nay mẹ chiêu đãi toàn đặc sản quê nhé. Chả rươi này, nộm sứa này, cá rô đồng nấu canh cải nữa. Ngon quá mẹ ơi. Đúng là chẳng gì ngon bằng món ăn quê mình mẹ ạ. Đợt vừa rồi
bọn con đi công tác nước ngoài cả tháng, ăn bao nhiêu sơn hào hải vị mà giờ ăn những món này vẫn thấy ngon hơn nhiều. Ừ, ngon thì ăn nhiều vào các con. Đi nước ngoài chắc được mở mang nhiều lắm. Các con cố gắng phấn đấu, mẹ rất vui khi thấy các con công việc ngày được thăng tiến. Mẹ ơi, đúng là có đi mới biết, cuộc sống bên ngoài hào nhoáng, sang trọng lắm. Cái gì cũng đẹp, cũng giá trị cả. Mẹ nhìn này, con mới mua cái vòng ngọc này ở Shin đấy. Hơn 1.000 USD mẹ ạ. Những hơn 1.000 USD, đẹp, đẹp thật. Vâng, đắt nhưng cũng ráng mẹ nhỉ. Mẹ, hôm nào mẹ sắp xếp lên chơi với vợ chồng con ít bữa, bọn con sẽ dẫn mẹ đi ăn những món bổ dưỡng, rất tốt cho người già mẹ ạ. Ừ, được rồi, hôm nào mẹ lên chơi, nhưng mẹ còn khỏe, đâu đã yếu lắm mà cần phải ăn những thứ bổ dưỡng đắt tiền. Các con cứ để dành tiền, làm những việc khác quan trọng hơn. Thôi, ăn đi các con. Vâng ạ. Một thời gian sau. Ngồi với đối tác mãi mới thông qua được cái hợp đồng. Đau đầu quá anh ạ. Cô cậu về rồi ạ. Cô cậu thay đồ rồi xuống ăn cơm. Bà đang chờ đấy. Chết, sao chị không bảo mẹ em ăn cơm trước đi? Chờ bọn em làm gì? Ờ, tôi cũng nói vậy. Nhưng bà bảo mới lên hồi chiều cũng hơi mệt. Với lại bà muốn cả nhà ăn cùng nhau nên nhất định chờ. Mẹ, con mời mẹ. Gà hầm thuốc bắc đấy mẹ ạ. Lần sau bọn con về muộn, mẹ đừng chờ bọn con nhé. Dạo này công việc áp lực lắm mà các con. Mệt lắm mẹ ạ. Nhiều khi mất ăn mất ngủ. Thôi, con mời mẹ xơi cơm. Mẹ, mẹ ăn đi cho nóng ạ. Ừ, mẹ ăn đây. Hình như mẹ thích cái vòng ngọc của mình. Mình vô tâm quá. Làm gì có ai lại không thích những món quà giá trị chứ. Mẹ cũng là phụ nữ, chắc chắn mẹ cũng rất thích làm đẹp. Thế mà mình lại không nghĩ ra sớm hơn. Mẹ, con mời mẹ. Cảm ơn con. Thơm quá. Mẹ, con tặng mẹ chiếc vòng này. Thì thoảng mẹ đi hội họp tổ hưu đeo cho đẹp. Con thấy mẹ đeo cũng hợp lắm đấy ạ. Cả làng khéo chỉ có mình mẹ có thôi. Chúng con giờ đã trưởng thành, của ít lòng nhiều, để báo đáp công ơn mẹ nuôi nấng. Mẹ ở quê, từ nhà ra vườn, rồi ra chợ. Đeo cái vòng ngọc đắt tiền này làm gì chứ con? Mẹ, mẹ nhận đi mà. Con thấy mẹ ngắm nó suốt. Nó rất đẹp đúng không mẹ? Nhưng mẹ để ý nó không phải vì mẹ muốn đeo nó. Chỉ tại mẹ thấy xót xa cho con gái của mẹ. Tay con dạo này gầy quá, vòng đeo mà tuột cả xuống bàn tay. Ờ, mẹ, con lại cứ tưởng... Thấy con mệt mỏi căng thẳng vì công việc, mẹ thương lắm mà chẳng biết phải làm sao. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Đúng là con cái có trưởng thành thế nào thì vẫn chỉ là những đứa con bé bỏng trong lòng cha mẹ. Quyết định của cây pandan. Ấy da, lại mắc rễ vào mấy viên kim cương quái gở rồi. Bực mình quá. Thật là khó chịu. Sao mình lại sinh ra ở cái nơi toàn đá cứng thế này không biết. Sao thấy pandan? Mấy viên kim cương dưới lòng đất cứ làm khó tôi mãi. Ô, quậy ơ. Tôi nhịn lâu lắm rồi, nhưng hôm nay sẵn có bạn hỏi thăm tôi cũng kể luôn. Từ lúc sinh ra, tôi tưởng mình là một cây pandan hạnh phúc. Vì đất đai khá tốt, màu mỡ, tôi lớn nhanh như thổi. Thế rồi, khi rễ tôi cắm sâu xuống hơn thì... Ôi thôi, tôi toàn bị vướng vào kim cương, vừa cứng lại vừa sắc. Tôi tránh kim cương bên này thì lại đâm kim cương bên kia, nói chung là khó chịu. Ôi, tội nghiệp bạn quá. Ước gì tôi được rời khỏi vùng đất khắc nghiệt này.
À, khỉ ơi, bạn phải giúp tôi mới được. Giúp thế nào cơ? Nhờ bạn đưa tôi đi. Hãy đưa tôi đi đến một nơi thật xa nơi này, tránh xa những viên kim cương cứng đáng ghét này. Như thế, liệu có được không? Có gì mà không được? Đi mà, sang hòn đảo bên kia là được thôi. Đi mà, khỉ. Thôi được, vậy tôi sẽ giúp bạn đến một hòn đảo khác để sinh sống. Nhưng nếu có chuyện gì, bạn đừng trách tôi đó nhé. Oh yeah, đương nhiên, tôi sẽ không bao giờ trách bạn cả. Thật sảng khoái, chẳng còn vướng víu gì nữa cả. Thế là thoát được bọn kim cương đáng ghét rồi. Cảm ơn khỉ rất nhiều. Bây giờ chúng ta chuẩn bị lên đường nhé. Bạn sẽ sớm được trồng lại thôi. Đồng ý. À, anh bạn cá heo đây rồi. Giúp chúng tớ bơi sang hòn đảo kia nhé. Được, các bạn hãy leo lên lưng tôi đi. Cảm ơn cá heo. Tạm biệt. Ôi, ở đây cảnh vật thật đẹp. Đất đai cũng có vẻ màu mỡ nữa. Thật tuyệt vời. Vậy tôi sẽ trồng bạn ở đây luôn nha. Đồng ý. Ôi, thích quá. Đất ở đây mới mịn màng làm sao. Thế này thì tôi chẳng sợ vướng víu gì dưới rễ nữa cả. Bây giờ tôi phải về đây. Cảm ơn và tạm biệt bạn nhé. Mấy hôm nữa sẽ ghé thăm bạn. Chúc bạn có một cuộc sống thật thoải mái ở đây nhé. Trời ơi, sao mình mệt mỏi thế này? Cơ thể mình cứ như bị thiếu chất. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra với mình thế này? Chưa bao giờ mình bị rụng lá như thế này cả. Ôi, sao rễ mình bám dưới lòng đất lỏng lẻo thế này? Mình sắp không đứng được nữa. Trời ơi, tưởng đến vùng đất mới màu mỡ, không sỏi đá, mình sẽ khỏe mạnh hơn chứ. Sao lại thế này? Ồ, giáo sư xem này, đây có phải là cây pandan không ạ? Đây đúng là cây pandan rồi. Nhưng thật kỳ lạ, sao nó lại ở đây nhỉ? Đúng là kỳ lạ, vì loại cây này chỉ sống được ở những vùng có tàn tích của núi lửa, với hỗn hợp đất màu mỡ, có chứa nhiều khoáng chất. Đặc biệt là chúng thường đâm chồi ở những nơi có kim cương. Có như vậy, chúng mới sống khỏe mạnh và phát triển được. Có lẽ có ai đó đem nó tới trồng ở đây mà không biết rằng, vùng đất này tuy màu mỡ, mịn màng, nhưng không phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển của cây pandan. Đúng vậy, cái gì cũng cần ở đúng vị trí của nó. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!